Nó phải như tôm sú rồi bún cao. Nó nẻ. Nó nẻ hả? Nó nẻ đau lắm hả? Nó nẻ chỗ nào? Bún bự á. Tôm tích biển hả? Là tôm tích biển. Ồ ta đặt sao mà nó còn sống hay vậy? Con này bự này, con bự này. Con bự vậy ta. Có gạch không? Nhìn sao biết con nào có gạch? Đâu rồi, không có gạch đâu. Nó có cái điện, nó còn sống quá chừng luôn nè. Điện tinh tinh luôn nè. Bắt thử nó nẻ không? Có gạch đó hả? Đâu con khác đây. Con khác là không có chỗ đó, là không có gạch đó hả? Nó có đó rồi. Gạch là con cá, con đực không có gạch. Con sổ quá. Bắt nó nẻ ngay cái đuôi đó hả? Nè, nó co lại là đau lắm. Mình bắt khúc kia. Nhìn giống con rít rồi. Giống, ai giống đó. Cái đuôi nè. Cái đuôi nè. Đó. Đó, nó đầm chết luôn. Cái đuôi nó nhiều gai ghê. Sao nó mờ quá vậy ta? Nó trộn gì nè Tư, là cái này nó co lên nè. Nó bún. Nè nó bún tới tiền. Cái đuôi nó quá thiệt gai à. Nè thấy không? Đó, cái gai nó giống như cái kèn con cua vậy đó. Đây nè. Ây dù. Rồi hấp, hấp hay lột vậy đi? Xử mày luôn. Lột hết đi. Nha, yeah, tôm tích đã chín nha các bạn. Cái gai ghê không? Giờ nó chết rồi mới dám cầm. Sao nó bún? Ôi trời, gai quá trời nhiều. Hình như nguyên cái mình nó từ trên đến dưới cái nào cũng có gai. Nè. Bạn này đang cắt. Cách ăn tôm tích là cắt hai bên. Sau đó làm cái gì? Đâu tách rồi. Đây có sushi, khuyến mãi sushi luôn. Coi coi. Nhiều người ta không biết ăn cái này đó. Sẵn hướng dẫn ra luôn. Tách ra ăn đi. Kiếm con nào có gạch đó chăng? Đó. Con này bự đó hả? Con bên đây nè. Cắt xong rồi. Con nào có gạch? Nè. Dạ đâu? Không thấy gạch kỹ gì đâu. Để coi coi. Nó bị đứt cái đuôi rồi. Không chuyên nghiệp gạch. Gạch là nó làm xương sống của nó. Có gạch gì đâu. Nha. Lộn quá đó. Ít ăn mình nó xứng này nhưng mà mình ít ăn tôm tích. Cái này có gì chấm chấm có đâu gạch đá đó đổi gì nữa này, này hả là gạch đó. Ủa sợ có chút xíu thì gạch đây nè nó sẽ đi theo cái đường xương sống thì là gạch của nó đó bà nè. Thử nông ngay cái đầu giống như cái tôm kia gạch nó theo đường nó ngon lắm. Chấm đại sốt này sốt mayonnaise tương ớt các bạn. Không có gì, có gì ăn đấy. Ui vàng có gì anh thấy không có chừng mưa ớt hết chưa có không có không không cũng được nhưng mà cái tôm đất là nó ngọt nhất rồi cái tôm sú có phải tôm này ngon ha tôm này ngon hả lột không được nó lột không được xương nó cứ đứt 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 cái đó lại gọi là ăn tôm đất không chuyên nghiệp nè. Để xét vô cam á. Gạch đâu, gạch đâu. Đó, các bạn thấy không? Cái này là gạch nè. Rồi, được quyền ăn. Đói bụng. Ngọt quá. Tại tôm này còn sống. Đúng rồi, tôm này còn sống. Tôm này mà tết ăn không ngon á. Chết lắm.
Từ đâu có gọi nó ra được không? Mà từ ít có mua thì là được sống vậy đó. Có phải mình ở đây mình ví dụ như có phải từ gặp con này từ ăn đồ sống ăn đồ sống ăn đồ đồ còn tươi chứ đừng có ăn đồ sống. Đồ sống là được rồi chín. Vỗ tay vỗ tay vỗ tay vỗ tay coi. Ốc cao á, ốc cà na. Ừ. Ốc là ốc cà na đi. Hoặc là người ta còn gọi là ốc không? Ừ, ốc cao, ốc cà na. Gan muối ăn đi. Sa tế rồi đó. Ừ. Mà con thích ăn ốc bông tà. Ốc bông tà ăn bị cát. Này con luộc chín quá hay sao? Thì chín dở. Chín rồi mấy con vẫn ngọt ngọt à. Ừ. Ốc này mà không có kéo là ăn được luôn hả? Tôi thấy gai đúng không? Gai hai bên nè, với cái đuôi nè. Trời ơi trời. Ăn này con nít ăn không được á. Cắt sẵn, bọc sẵn cho nó ăn. À, cho mà nhóc rất là mê luôn á. Còn tính nữa. Ừ. Hai mũi hả? Ăn đi. Ở thứ tay ra được không? Ở thứ tay gỡ làm sao trời? Ví dụ mình có kéo bắt cái này nha bẻ vậy cho bé tàn nhẫn nè. Ừ, có gạch nè. Nè không có ta không có kéo rồi tôi không nè rồi biết như một tên nha. Mình có kéo ăn kéo cho nó đỡ. Dạ. Dạ. Cái sao mà tôi lấy lại cũng dính vậy. Không chui. Ừ, gạch của nó ăn bồi cứng cứng. Nó. Gạch của tâm tích thì nó ngon. Cái thịt thì nó cũng ngon. Dạ. Nè bà lấy kéo cắt đi. Lấy kéo cắt xài nữa đi. Ăn rồi ăn cái. Cái lúc từ cắt thì con ăn. Con ăn được cứ cắt hay là nó cứ cứ anh nay mới ăn được rồi anh nay mới cắt được rồi có cái đuôi nó béo với mình quả cái đuôi nha nè nó gạch tới đây luôn nè. Ừ, các bạn ơi có dịp đi xuống nhìn hào thì mưa tung tích chắc có của ghe cái này của ghe đúng không? Ừ. Rất là tư thật ngon tôi sẵn quảng bá địa phương mình luôn. Mùa tư ơi. Mùa. Ừ. Cái này tới mùa chưa? Mẹ đang vô mùa nó có tâm tích ngày nào cũng có mà. Mùa hè vậy là có mùa hè đó hả? Tới mùa hè. Hè đã về là có tâm tích ăn các bạn ơi. Bạn ăn cái gì? Tôi béo. Ăn được không? Béo lắm, béo lắm. Ừ. Tươi không à? Gạch nó cứng cứng không? Đã. Ê, tôi phân biệt được rồi. Những mấy cái con mà cái đuôi nó màu xanh xanh này không chừng là con đực. Thử nha. Cái con này là màu cam nè. Đuôi màu cam, đuôi màu xanh. Đâu? Đây. Cam xanh nó khác nhau đó. Ừ. Thử nè, đẹp. Thử cái con này nha. Lấy kéo kìa. Lấy kéo đi. Con này không ăn được cái đầu à? Được. Cái đầu có gì đâu nè. Này nè. Ừ, không ăn được. Này nó không có gạch nha. Gạch là đặc đó. Rồi con cái màu xanh xanh. Ủa, nó cũng vậy à. Cái nào tại cái nào thôi. Nó cũng là con không có gạch nha các bạn. Được cái thứ A few moments later. Susie nhà làm. Ý tình tích tâm tích này nói chung là ăn tươi thì nó ngon hơn các cú mấy cái tôm mà tôm đất với tôm xuống là ha mình
tôm thẻ này qua đá mình ăn còn được. Nó đau lắm. Nhưng mà tôm tức này nè, nó qua đá nó ăn ngon. Thịt nó bị dính lại á. Ừ, nó bỏ nữa. Đang để mua lại. Ăn con này cũng lỗ chết mà. Con này giỏ mà. Con này có trứng hay sao nè. Ừ, kéo rồi. Trứng đúng không? Em mềm 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 mềm. Ăn này ngon hơn tôm của mày không? Không, tôm muốn đi ngon chứ ngon ngọt hơn. Tại nó bự hơn. Nó bự. Chín rồi nó ngon hồng hồng chứ không được đỏ nè. Tôm muốn bây giờ không? Tôi làm gì vậy? Luộc luôn. À, mình review tin tức tới đây mình xin kết thúc nha các bạn. Tạm biệt các bạn nha. Mai mốt mình có ăn cái món gì nữa thì mình review cho các bạn xem nha.